Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn tại Sài Gòn chiều hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2023. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều và chúng ta đang có mặt ở đây là khu quận 10, khu Lý Thường Kiệt, hẻm 354 Lý Thường Kiệt nè. Và chiều nay thì em có việc ở trong khu vực này, bây giờ đi về. Đó, sẵn đây mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng đường phố Sài Gòn ha. Đó, cái hướng lúc nãy đi thẳng là ra đường Lý Thường Kiệt cũng như là đường Nguyễn Văn Huệ ngày xưa. Đó, cái hẻm này là đi vòng vòng thông ra Tô Hiến Thành. Ở đây chúng ta thấy khu vực này có rất là nhiều khu đất trống. Đó, ngày xưa là khu cho quân đội. Bên phải là khu đất hình như là của tập đoàn VNPT á, bưu chính viễn thông nữa ha. Bạn thấy đường phố Sài Gòn những ngày cuối năm thì nó cũng có nhiều cái vấn đề, đặc biệt là những cái vỉa hè. Và đây là cái hẻm để thông ra, không phải hẻm mà đây là con đường thông ra chỗ Tô Hiến Thành. Đây là đường Tam Đảo nè. Ở khu vực này Lâm TV cũng đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà ít có để ý tên đường lắm. Hôm nay đi vòng vòng đây chia sẻ anh chị và các bạn. Đây muốn quẹo phải là ra Tô Hiến Thành đây. Con đường này mới mở nè ha. Bên trái có những chung cư và có trường Nguyễn Văn Tố rất là lớn ha. Con đường này buổi chiều mát mẻ vô cùng. Tình hình đường phố Sài Gòn những ngày cuối năm thì nó nóng lên bởi những quy định sắp tới sẽ được thực thi nè. Nhưng mà Vlam TV cũng chưa có rõ là quy định nó như thế nào. Cũng xem báo đài về việc thu phí vỉa hè nhưng mà cũng chưa hình dung được cái việc thu phí như thế nào ha, đăng ký như thế nào. Và hầu hết là nhiều người, người ta mỗi người có một cái nỗi khổ. Ở phía trước nhà nhiều khi người ta để trống quen rồi đó, mà nay có người thuê xe cộ ra vô cũng khó rồi, ồn ào thì đi bán buôn á, còn người mua bán thì khi người ta quen cái việc bán miễn phí rồi, mà giờ tiện thu phí nữa thì cũng có sự khó khăn. Còn người đi bộ thì chắc là thua rồi, lối đi bộ thì giờ cho thuê rồi, chắc là. Mà nói chung cũng không hiểu, không rõ như thế nào, chưa thấy những thông tin cụ thể ha. Đây là con đường Tô Hiến Thành nè. Quẹo phải là đi ra Lý Thường Kiệt, chỗ trường đua Phú Thọ. Để mà thấy có một con đường vòng qua đây thử nha. Đường này vô cục hậu cần quân khu 7 xí nghiệp Mai. Ta đi vô thử rồi. Dù sao cũng ông Lâm TV cũng đang trên đường đi về thôi. Những ngày Tết cận kề ở Sài Gòn thì được nghỉ ít nhất cũng 3-4 ngày. Nên chắc là nhiều người sẽ đi về quê và Sài Gòn sẽ vắng. Có người thì đi chơi, có người thì ở lại Sài Gòn, có người thì về quê. Đối với Lâm TV thì cả hai, vừa về quê mà vừa ở Sài Gòn. Đây là cái hẻm số mấy ta? Hẻm 451 đường Tô Hiến Thành. Hẻm này không biết có thông ra không, ra đường
Thành Thái không? Bên trái là Thành Thái ha. Ồ, hẻm này tính ra đẹp chứ hả? Thông thoáng. Ê. À, phía trước là hẻm đường cùng rồi hả? Thấy có bức tường rồi. Mà có lối quẹo không? Nhiều khi thấy vậy chứ cuối đường có đường. À rồi thôi rồi. Có đường nhưng mà vô nhà người ta. À, giờ này là cũng hơn 4 giờ. Rồi, giờ này học sinh chuẩn bị tan học rồi. Chiều nay trời mát mẻ quá ha. À, trong khu này có như là hẻm cùng luôn rồi. Rồi chúng ta quẹo qua trở lại đi. Đây số cũ là Nguyễn Tri Phương ta. 567, hẻm 567 Nguyễn Tri Phương ha. À, ngày xưa cái đoạn này là đường Nguyễn Tri Phương, sau này là Tô Hiến Thành. Xe hơi chạy ra vô thoải mái. À, trong quá trình Vlam TV đi công việc thì cũng hay chạy lòng vòng vô các khu xóm, đi ngang qua những con đường, rồi qua đó cũng kết nối được nhiều của chú anh chị. À, do tình hình là video Vlam TV dạo này quay chất lượng 4K nên thành ra cái dung lượng nó cũng khá lớn đó. Rồi việc up clip nó không thể đúng với ngày quay được, nên là cô chú anh chị thông cảm ha, có thể là 1-2 ngày. Cũng có nhiều ý kiến Vlam TV quay để ngày, nhưng mà nhiều khi để ngày đó, rồi có thể hôm nay quay và up hơi trễ, nên thật ra cô chú anh chị thông cảm, hoan hỷ bỏ qua. Ở tại đây là ngã tư đường Thành Thái nè. Bên trái là Thành Thái nối dài. Ngày xưa đây là ngã ba U Tiếp Dụ ha. À, đây chúng ta quẹo phải đường Thành Thái đi. À, chiều nay Sài Gòn mát mẻ, thời tiết thì không có mưa nhưng mà cũng không có nắng, dịu mát, rất là dễ chịu không khí những ngày cuối năm này. Họ đi lòng vòng các con đường thì chúng ta nhiều khi trước không để ý, giờ để ý ha. Mấy cái vỉa hè là coi như là người bán thì người ta cũng sử dụng hết rồi. Đó, tại phía trước nhà người ta mà. Nhưng mà cũng có cái vạch vàng để ngăn cách cho người đi bộ và cái lòng đường cho người buôn bán đó. Nhưng mà cái việc này nó không có khả thi do cái vỉa hè nó không có đồng nhất nè, chỗ thì cao chỗ thì thấp, chỗ thì thụt ra chỗ thì thụt vô. Ở
gần đây là nghe xe cứu thương tối ngày luôn á. Đây, kế bên đây có nhà thương 115, nhà thương chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa thần kinh. Ở đa số mà cấp cứu vô đây là rất là nguy kịch, không bị về vấn đề gì ta, tai biến ha, huyết áp cao đó. Ở bên trái là khu nhà thờ Đồng Tiến. Ở mùa này thì mình đi thoải mái, không sợ mưa. Chứ qua Tết cái là tới mùa mưa. Nhưng mà dù mưa hay nắng gì thì cũng có cái ưu điểm. Mình thích nghi thôi ha. Có nắng thì phải có mưa mới được, có mưa thì phải có nắng mới được, không thể nào mà không nắng không mưa được hết á. Thôi vậy là ngày xưa con đường Nguyễn Tri Phương nó dài ra tới Tô Hiến Thành luôn á ta. Vậy là cái hẻm 571 hồi nãy là cũng rất là xưa rồi đó. Đó, ngày xưa là thông ra tới hẻm nó thông ra được tới Tô Hiến Thành này. Đó, nhưng mà sau này thì bị bích lại rồi. Đó, nên mới có nhà cũ mang biển số nhà hẻm 57 mấy đường Nguyễn Tri Phương đó. Ở đây là giao lộ 3 tháng 2 lại Nguyễn Tri Phương. Ở đây có cái cầu vượt 3 tháng 2 ha. Rồi con đường Nguyễn Tri Phương này là con đường rất là nhiều những quán ăn uống. Hôm nay thì chúng ta không có chủ đích đi con đường nào cố định ha, cứ đường nào trống thì cứ chạy thôi, dạo vòng vòng đường phố Sài Gòn để chị thấy Sài Gòn cuối năm như thế nào. Chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc những ngày cuối năm cho cảm thấy cái Tết nó dài hơn. Không biết ở các nước phương Tây như thế nào ha. Mùa này là mùa nghỉ ha. Mùa này là ai cũng được nghỉ ha. Nghỉ Tết, nghỉ lễ. Không biết phải vậy không? Không biết bên khu vực của cô chú anh chị thì nghỉ Tết, nghỉ lễ bao nhiêu ngày ha. Còn ở Việt Nam thì chỉ có ngày Tết Tây thôi. Thì ké được ngày Chủ nhật thứ bảy, nó là ra mới được 3 ngày, chứ bình thường thì lễ ngày nào nghỉ ngày đó thôi. Đó, phía trước là Bùng Binh ngã 6 ha. Giờ này đi là đường nào cũng kẹt xe rối nùi hết trơn. Từ
có ở Sài Gòn ha, đi đâu lúc nào cũng đường phố đông đúc, nhộn nhịp, kẹt cứng. Nhưng mà không có thì lại buồn á. So với các đất nước khác thì cái trật tự giao thông của nó không có bằng. Nhưng mà cảm thấy nó gần gũi hơn ha. Ra đường cũng ai cũng kiểu gần gần nhiều người đó. Rồi mình đi tiếp Nguyễn Tri Phương luôn đi. Đó, cái chỗ này ta bán sầu riêng nhiều lắm. Ở phía bên phải nè, rất là nhiều những loại sầu riêng, đủ loại hết trơn. Ngang đây là Thơm Phức. Nhưng mà sầu riêng có người ăn được, người ăn không. Đấy, bởi cái mùi của nó hơi là nặng. Cái video clip hôm nay thì hầu như là đi lại những con đường đã quen thuộc với nhiều của anh chị rồi. Cũng không biết nói gì thêm. Thấy tình hình Sài Gòn cuối năm thôi, mình đi vòng vòng coi có gì lạ lạ hay hay thì chia sẻ, hoặc là có những thông tin gì đó Lan Huy cũng hy vọng là gửi đến của anh chị. Có chút hình ảnh quê nhà ha. Dạo này kênh Lâm TV thì cũng nhận lại nhiều cái lời yêu cầu của nhiều của tú anh chị, nhưng mà thật ra là đi không xuể luôn á. Nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp, có chậm trễ của tú anh chị thông cảm ha. Giờ chúng ta quẹo qua con đường An Dương Vương nha, con đường đi ngang qua chợ An Đông, ở khu những tiệm vàng. Mấy ngày nay người ta đi bán vàng quá trời luôn, giá vàng lên chóng mặt luôn. Bữa ai mua 50 mấy 60 mấy triệu một lượng thì hôm nay đã là 80 hơn rồi. Tự nhiên một lượng cái lời có 20 triệu luôn, trời quá trời luôn. Một lượng là lời ngàn đô ha, mà có 10 lượng thì lời được 10.000, trời quá trời lớn. Còn tiền lãi suất gửi ngân hàng thì nó muốn tới đáy luôn, 100 mấy % thôi. Lúc trước là được 6-7 rồi tuột xuống 5-4-3, giờ còn 100 mấy 200 thôi. Mà tiền vay thì lại tăng. Đi đây đi ngang tiệm vàng rồi quá trời, ngang trung tâm thương mại An Đông Plaza nữa nè. Giờ này là giờ người ta đi rước học sinh rồi đó, giờ tan học rồi đó. Đó, hầu hết là nhìn chung các vỉa hè ở Sài Gòn là coi như người ta thấy hai bên đường thì lúc nào nó cũng chật kín rồi. Khó phía trước nhà người ta thì người ta sử dụng thôi, nhưng mà những khi sử dụng lố lâu ngày quá rồi thành ra quen rồi. Bây giờ không biết cái quy định mới cụ thể như thế nào nữa,
cũng còn hơi mập mờ ha. Nhưng mà để tới ngày 1 tháng 1 năm 2024 xem cụ thể ra sao. Rồi tôi sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ anh chị và các bạn. Rồi thôi, cái video clip hôm nay cũng đã khá dài rồi. Vài ảnh cũng như vài thông tin chia sẻ anh chị. Hy vọng thông qua hình ảnh này chúng ta cũng cảm thấy Sài Gòn nó gần hơn với ta mỗi ngày ha. Và nhân đây MNMTV xin kính chúc tất cả của tôi anh chị và các bạn một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.